Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức, một trận động đất 6,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Tây Bắc của Afghanistan sáng ngày 11 tháng 10, nơi trận động đất ngày 7 tháng 10 vừa qua đã làm chết hơn 2.000 người, khiến người dân thêm lo sợ và hỗn loạn. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cho biết, tâm chấn của trận động đất là 10 km ở tọa độ 34,67 độ vĩ Bắc và 62,14 độ kinh Đông, và hiện chưa có báo cáo về thương vong. Còn theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ sáng ngày 11 tháng 10, trận động đất mạnh 6,3 độ Richter này cách thủ phủ tỉnh Herat khoảng 28 km. Trước đó, một trận động đất có độ lớn 6,3 làm rung chuyển tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan ngày 7 tháng 10 và kèm theo một loạt dư chấn mạnh sau đó. Thông tin cập nhật vụ xung đột tại dải Gaza, theo hãng tin Reuters, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt xung đột ở dải Gaza. Ông Guterres nhấn mạnh, công tác cứu trợ và đưa các vật tư thiết yếu vào khu vực này cần được tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho người dân Palestine bị mắc kẹt ở dải Gaza. Cơ quan y tế ở dải Gaza cho biết ít nhất 704 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người bị thương kể từ khi giao tranh bùng phát sáng ngày 7 tháng 10. Phía Israel thông báo hơn 900 người đã thiệt mạng và ít nhất 2.600 người bị thương.